Chào cả lớp, mình học đến buổi thứ bảy hoặc thứ tám rồi đúng không? Thì hôm nay Lô làm một cái demo cho cái bài học mà mình đang học, đó là Title Sequence ha. Thì trong suốt cái quá trình học bữa giờ thì Lô thấy là các bạn đa phần là có một cái sự tiến bộ rất là lớn ấy. Chỉ là những bạn đang làm bài tập thôi nha, những bạn chưa làm bài thì không đánh giá được. Nhất là Yến thì Lô thấy là từ cái ngày đầu tiên mà bạn đọc bài cho tới cái bài vừa rồi là mình sử dụng những cái shape, xong rồi những cái thành phần cơ bản trong graphic design để mà tạo nên những cái chữ á, thì Lô thấy là có một cái sự tiến bộ rất là lớn. Thì hôm nay Lô sẽ dùng cái bài của Yến để mà làm demo cho cái bài học của mình. Thì ở đây thì Yến chọn là phim đó là The Shape of Water, và Yến chọn là làm ending credit. Thì khi mà các bạn làm title sequence thì nó có đa phần nó có hai cái cơ bản, đó là opening và cái phần ending ha. Opening thì các bạn là dẫn dắt người ta vào trong phim của mình, còn cái phần ending là mình sẽ tóm tắt là những cái key moment ở trong phim. Và do là mình làm title sequence cho nên cái phần quan trọng là phải có cái phần typography ở trong đó. Thì có một số cái thì Lô thấy là Yến chưa có làm, đó là về ví dụ như là về sketch hay này kia thì Yến sketch hình ra khá là tốt, nhưng mà mình lại không có cái phần title ở trong này cho nên hơi bị khó để mà đánh giá ha. Ví dụ đây liệu mình sẽ để chữ ở đâu, mình để chữ chỗ nào, cái không gian như thế nào. Và hôm trước thì Lô có chỉ cho mọi người về cái thành gọi là cái gì đó, cái cách mà các bạn framing layout cái hình của mình ấy. Ví dụ mình có một cái cô gái rồi hàng ngày cổ đi làm rất là đúng giờ đúng không, cô bỏ cái phiếu kiểm giờ vô trong cái hộp như thế này. Thì nếu mà cái phần mà nếu mà cái phần này nó là cái phần quan trọng á thì các bạn nên đẩy nó vô đâu đó trong cái khu vực này, tại vì nếu mà để ở đây thì nó quá sát, và nếu mà mình làm như vậy thì khán giả sẽ mất cái sự tập trung của họ. Vì đa phần khi mà mình xem một cái phim á thì cái khoảng tập trung của mình đâu đó rơi vào trong này ha. Thì cái đó là rule of thirds, thì các bạn cần chú ý những cái đó. Rồi dựa trên cái hình khi mà các bạn layout thì các bạn nên đưa nó về thành những cái mảng nhỏ. Ví dụ mình có hình ở đây, mình có title ở đây, hay là title nó sẽ play như thế nào ở trong này. Liệu cái title của mình có thể giống như là những cái con sứa này nó sẽ bơi background hay không. Nếu mà như vậy cũng khá là hay. Rồi những cái frame ví dụ như thế này đi. Để tôi xoay nó lại một tí nhé. Lô cũng khá là thích cái frame này, nhưng mà tuy nhiên là về cái tính cái chuyện của nó hơi bị yếu ấy. Thì thật ra là về cái frame này thì mình thấy là cái nhân vật người cá thì đang facing lại ngược lại với cái camera, mình thấy được cái cô gái này. Nhưng mà Lô nghĩ là cái này nó sẽ là hay nhất khi mà lần đầu tiên mà hai người này chạm mặt nhau á, thì nó sẽ hay hơn. Nếu mà bạn xem lại trong phim thì bạn sẽ thấy là có một cái phân đoạn là cô gái này là tò mò đi lại về cái bể kính đó, và thấy cái nhân vật người cá. Lúc đó thì cái cảm xúc của phim nó rất là cao trào luôn ấy. Cho nên đó là mình để cái nhân vật người cá quay ngược lại với camera thì nó không phải là một cái cách hay gì đâu, mình kể cái khoảnh khắc đó ha. Thì cái đó thì mình coi lại. Thì cái này là Lô góp ý về cái mặt storytelling trong cái hình. Quang nói về cái chuyện layout ha. Rồi Yến có một cái sketch số 3. Sketch này thì Lô chưa có hiểu lắm, chắc là phải nói chuyện với bạn để mà hiểu rõ hơn về cái ý đồ của cái frame này. Về mặt hình ảnh thì Lô thấy nó khá là hay, nhưng mà những cái thành phần ví dụ như là cái rong đây Lô nghĩ là không cần, tại vì mình đang có một cái phần phối cảnh rồi cái điểm tập trung khá là tốt ấy, cho nên là những cái này thì Lô nghĩ là không cần. Được thì mình đưa title vào đây thôi, nó có thể là dẫn mắt người ta vào trong cái khu vực này. Hiện tại là do cái bài tập của mình là các bạn chỉ cần sketch ra ba cái key moment thôi, chứ không có cần phải làm full cái storyboard. Rồi dựa trên cái sketch này thì mình sẽ làm style frame ha. Ở đây thì Lô sẽ chọn cái sketch đầu tiên, cái mà Lô nghĩ là nó khá là thú vị để mà miêu tả lại cái cảnh này. Vì cái cảnh người cá hay này kia thì Lô thấy là cái sketch thứ hai là Yến sẽ phải làm lại rồi đó, cho nên là mình khoan làm cái thứ hai ha, mình sẽ đi vào cái đầu tiên. Rồi phần nữa là Yến làm cái mood board. Tuy nhiên cái mood board này hơi khó để mà làm thành cái direction cho phim. Ví dụ như là ở trong này mình có những cái pattern hoa văn, rồi cũng như là mình có những cái phần màu sắc thì ok, nó tốt. Nhưng mà nếu mà so lại với những cái mình đang làm thì cái mood board này nó chưa có đủ mạnh, nó chưa có đủ rõ ràng để mà mình có thể là demo cho cái frame của mình. Cho nên là Lô sẽ mượn cái mood board này và Lô sẽ làm thêm một cái mood board khác. Bây giờ mình sẽ tắt hai cái này đi ha. Ok. Rồi,
Tôi sẽ mở cái chương trình Illustrator lên ha, và sẽ lôi cái nút bar này vào trong, rồi cũng lôi cái sketch mode vào trong này luôn, rồi cứ để đó thôi, mình chưa đụng tới nó, từ từ cái đã. Tôi sẽ mở cái cửa sổ trình duyệt của mình lên, và bây giờ Lô sẽ reset tí, Lô đánh cái từ sharp water thôi. Bây giờ cần phải lấy lại cái feeling của mình khi đã xem phim này, tức là xem rồi đấy, nhưng mà bây giờ cần phải lấy lại cái cảm xúc về nó, cho nên Lô sẽ reset một tí. Lô đang chia đôi hai màn hình đó, để mà cần kéo thả hai bên cho dễ. Mình thấy không biết Windows sao chứ làm Mac thì tiện lắm, mở cái hình ra kéo thả thôi, không cần phải save về. Thì ở trong này thì Lô cũng đã xem một số cái, thì thấy có một số cái hình ảnh khá là thú vị này. Đó, ví dụ cảnh người cá này, cảnh hai nhân vật lần đầu tiên gặp nhau này, các bạn thấy nó phù hợp vào cái key moment hai nhân vật này gặp nhau luôn vào đây nhé. Rồi những cái hình hoa văn như thế này cũng hay. Đó, Lô sẽ lôi vào trong này. Ok, mình có thể mượn cái này để mà làm cái phần title cũng được luôn. Khá là thích cái typeface của nó, nhìn nó gọi là sao ta, nó tinh tế này, nó nhẹ nhàng, nó cũng thì một cái gì đó, nó có chút về tình yêu, sự lãng mạn ở trong đó, nó không có quá thô cứng. Đó, tôi cũng lôi vào luôn. Cái hình này thì độ phân giải hơi nhỏ. Cái typeface này cũng được, nhưng mà so ra thì lỗi thích cái kia hơn. Ok, những cái hình như thế này. Đây là cái này chắc là có một bạn làm fan mac á, cho nên là cái hình này hơi mờ, chưa có dùng được. Rồi, mình cứ nghiên cứu thêm, mình research một tí. Đây có một bạn vẽ này, cái bạn này vẽ fan mac luôn. Hơi cạch tool, mình cứ lôi vào đi đã ha. Rồi, tôi khá là thích cái button ở trong này, button này khá là hay. Mình có thể dùng, lôi vào luôn. Đó. Thì trước mắt là mình xem lại rồi những cái feeling về cái phim của mình cái đã, rồi sau đó thì mình sẽ đi research tiếp. Nó là nếu mà chỉ giới hạn trong phim thì nó rất ít, nó không có nhiều, cho nên mình sẽ research tiếp ha. Bây giờ thì Lô sẽ dùng Pinterest chẳng hạn. Lô khá là thích dùng Pinterest, tại vì ở trong này thì những người mà họ có những cái cảm hứng hay, họ hay tạo những cái board riêng ấy. Ở đây thì để coi. Mình có thể, nếu mà mình đi theo hướng về tối giản hoặc là mình đi theo hướng về decoration á, thì mình có thể là tìm những cái từ khóa như vậy. Ví dụ ở trong này thì hiện tại là nếu mà dựa theo cái của Yến thì có thể thấy là đi hướng decoration hoặc là những cái dạng như thế này, những dạng dạng này nó hơi khó để mình thể hiện. Mình sẽ cần dùng nhiều công cụ khác nhau. Ở đây thì Lô sẽ minh họa bằng Illustrator, rồi nếu mà phù hợp thì mình sẽ đưa vào Photoshop nữa. Nhưng tuy nhiên thì mình hãy research một tí đi. Vô đây Lô sẽ đánh là title sequence ha. Đánh thẳng cái từ khóa này luôn. Mình sẽ xem thử coi là biết đâu mình có thể là tìm được những cái nguồn cảm hứng nó hay hơn. Ok, đây. Đây, cái style cũng rất là hay, nó cắt mảng, cắt miếng. Lôi vào. Cứ lôi vào thôi. Cái này cũng được, cái này thì đi theo hơi hướng tối giản, lấy theo những cái mảng như là mảng âm, mảng dương, để sử dụng silhouette, những cái phong typeface thì nó khá là strong. Như là nó là chưa chắc một cái, Lô muốn cái gì đó, có một yếu tố nhẹ nhàng lãng mạn ở trong này. Thì mình sẽ tìm thêm một tí ha. Để coi nè. Cái quá trình mà đi tìm gì đó, mấy cái research như thế này thì nó cũng sẽ tốn khá là nhiều thời gian đó. Chung là đôi lúc là các bạn sẽ phải dành cực kỳ nhiều thời gian cho nó. Để xóa bớt này. Rồi. Ok, back lại nha. Back lại tiếp. Coi còn cái nào khác. Những cái dạng như thế này thì nó 3D rồi. Nó sử dụng những cái phương, những cái cách thể hiện nó phức tạp hơn, chứ chắc mình sẽ làm được. Ở đây có một cái hình khá là hay. Đấy, lô vào luôn. Chứ chắc sẽ làm được, nhưng mà cứ lô vào cái đã. Rồi sau đó mình sẽ lọc lại sau. Quá trình này là các bạn cứ thoải mái tìm kiếm hình ảnh. Chung là đừng có sợ là mình không làm được cái gì hết, tại vì chưa thử sao biết được ha. Thì cho nên là cần phải gọi là đừng có bỏ bản thân quá. Mấy cái này cũng hay nè, mấy cái phần này thì khá là thích, tại vì cái đồ rồi cái cách mà nó play với hình cũng như là nó kết hợp với những cái, ví dụ như là một anh chàng chạy về bậc thang trên một cái shadow rất là lớn,
cũng là những cái mình luôn nghĩ khá là hay. Những cái này ví dụ cái này thì nó hơi mặt hình tí đó, nó đi theo cái tính hình tượng nhiều. Nó chưa chắc là cái mình muốn, cho nên là tạm thời mình sẽ không dùng nó, mình sẽ không đưa vào. Chắc là tôi sẽ tìm thêm một vài hình nữa thôi, rồi sau đó thì mình có thể tiến hành mình làm luôn cái phần graphic cho nó. Coi thử cái này, này là các bạn sẽ thấy là những cái mạng miếng đơn giản này, nhân vật thật chắc vào, hơi kiểu hơi hướng xưa cũ một tí. Ok, nó tạm thời như vậy đi. Mình sẽ dùng những cái mà Lô vừa tìm được để mà phát triển nó thành mút bò nhé. Rồi, bây giờ thì Lô sẽ mở Illustrator lên ha. Mở Finder lên và đem những cái hình ảnh vào. Đem vào thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ build thành một cái mút bò ha. Dù ở đây thì tạm thời Lô để cái này qua một bên. Chừng tới sau. Đây thì như hồi nãy Lô nói thì Lô thích cái cách mà họ dùng title cho cái phim này ha, cho nên là sẽ đưa nó vào. Rồi những cái mảng hoa văn này cũng thích đưa vào luôn. Cô gái này thì hơi cartoon quá, chỉ chắc là cái mình chọn ha. Lô sẽ để ở ngoài. Những cái phần graphic như thế này thì khá là hay. Đây, thì nó có thể giúp mình có một cái bảng màu cũng được. Giờ chọn vẽ một cái hình bao xung quanh nó như thế này nè, rồi sau đó các bạn chọn cái hình này và cái hình này, lúc phải chọn Max Clipping Mask thì nó sẽ mask lấy cái khu vực mà mình muốn thôi, tôi chỉ muốn lấy cái khu vực này. Rồi ok, cảnh hai nhân vật này tình cảm với nhau cũng đưa vào luôn, nó sẽ tạo cái mood tốt cho người ta khi mà làm cái frame. Đây, cái hình này thì luôn thích cái phần đầu tiên này hơn. Tạm thời cắt nó nhé. Đưa vào trong này. Rồi ở đây thì rồi đây Lương sẽ chọn cái frame này. Cho này là mút bo thì các bạn đừng có làm nhiều quá, nó sẽ bị rối. Đó là trong cái quá trình mà tìm kiếm á, thì các bạn cứ tìm kiếm thoải mái, nhưng mà khi mà trong cái quá trình làm á, mình đừng có để nhiều quá, nó sẽ rất là rối. Rồi sau đó thì mình cũng xếp lại cho nó gọn gàng, nó cũng cần phải có một cái sự trình bày cho nó gọn gàng tí ha, nó cũng phản ánh về cái tính cách của người mà làm. Thì nếu mà mình gọn gàng đó, thì mình sẽ làm nó tốt hơn thôi. Rồi, cái này phóng bự ra xíu đi. Này thì cũng phóng bự ra xíu. Những cái hoa văn này thì hay, cho nên là cái là Lô cũng sẽ lấy, Lô sẽ chọn hai cái hoa mảnh hoa văn này ha. Chắc để là dùng cho cái phần nước. Tạm thời về đi ha, tạm thời là mình có một cái mood board như thế này, nó chưa phải là một cái mood board hoàn chỉnh, nhưng mà mình có thể sử dụng nó để bắt đầu thiết kế. Rồi bây giờ thì Lô sẽ tạo ra một cái bo mới. Các bạn bấm vào công cụ đi ha, nhấn phím Alt lôi ra. Nó sẽ copy luôn cả những cái hình như mình xóa nó đi ha. Lô sẽ nhấn F7 để mà hiện cái bảng layer lên. Thì cái bảng này thì mình đang có cái mood board ở trong này, thì Lô sẽ đặt lại là mood board nhé. Và khóa lại để khỏi phải đụng tới nó. Lô sẽ tạo ra một cái layer mới. Thì cái layer này ví dụ Lô sẽ đặt là frame 1 đi. Lô sẽ đem cái sketch này vào. Cái sketch này nó đang bị khóa với cái mức bo, cho nên Lô tắt cái ổ khóa, copy nó vào cái frame 1 này, khóa lại. Bây giờ trước đó thì Lô chỉ với các bạn một cái thủ thuật một tí ha. Dù giả sử là Lô xác định mình chọn cái frame này để mới làm màu cho nó, giờ Lô sẽ copy nó ra. Dù copy lên trên này đi. Trong này thì Lô sẽ double click bên trong ha. Rồi, tại vì ở đây mình đang có nhiều cái hình á, nhưng mà thôi không sao. Tại thường nếu mà đồ thì đem Photoshop cắt chỉ lấy cái khu vực này thôi. Các bạn vào trong cái phần Image Trace ha, Lô sẽ chọn 16 màu. Nó sẽ bắt đầu nó xử lý. Rồi, sau khi mà xong rồi thì các bạn chọn Expand. Nó sẽ expand cái hình này ra ha. Lô vào trong Window Squash.
để có cái bảng màu này, chọn cái hình này, bấm vào cái icon folder và bấm, ví dụ ở đây mình chọn sharp water đi. Đó, nó sẽ tạo cho các bạn một cái bảng palette màu trong này. Và với cái bảng palette màu này thì mình có thể sử dụng nó luôn cho cái file của mình ha. Mình sẽ chọn là medium thumbnail view đi. Đó, các bạn có một cái bảng màu lớn như thế này, dùng cho nó dễ. Thì cái hình này cũng là một cái hay để mà mình có thể lấy làm cảm hứng nếu mà các bạn chọn những cái màu như thế này. Rồi tuy nhiên là Lô vẫn sẽ dùng thêm một số màu, ví dụ như là màu xanh lá chẳng hạn. Nếu mà bạn nào hiểu về màu thì các bạn biết là trong cái vòng tuần sắc của mình ấy, ví dụ mình đánh color wheel đi. Đây. Nè, mình sẽ có những cái màu nó sát bên nhau. Có một cái cách dùng màu gọi là analogous, đó là lấy những cái tông màu sát nhau tí ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là màu xanh nè, rồi xanh dương, ở lộn xanh dương xanh lá cộng với nhau ra một green, thì những cái màu này nó sát cùng tông với nhau. Đối diện với blue thì những cái màu ví dụ màu đỏ, màu vàng, màu cam á, đó là những cái màu tương phản ở trong này. Thì ở đây thì Lô sẽ chọn một cái màu vàng ha, và sẽ thêm một cái màu xanh lá chứ. Lấy ở trong này có thể là Lô sẽ thêm một cái mảng màu vàng, không chắc, nói chung là chưa chắc Lô sẽ dùng, nhưng mà đâu đó thì Lô sẽ muốn có những cái màu xanh lá như thế này. Nó cũng là những cái bảng màu khá là tốt để mình có thể sử dụng. Rồi bây giờ trong cái thumbnail của mình như thế này thì mình sẽ divide nó ra. Ví dụ ở trong này thì Lô sẽ nhấn là Ctrl R hay nếu bạn xài Windows, và Command R nếu xài Mac để mà hiện cái ruler này. Thì Lô sẽ tạo những cái ruler ra. Này Lô sẽ tự canh bằng mắt ha. Chia làm 3 phần, 1, 2, 3. Đâu đó đây. Thì cái điểm tập trung nó khoảng trong này, Lô sẽ cố gắng đó. Cho nó nằm ở trong này ha, thu nhỏ lại tí chỗ này. Rồi, thì đó sẽ là cái hình của mình. Thì ở đây Lô sẽ đặt lại là sketch ha. Cũng cái sketch này thì Lô sẽ giảm cái opacity xuống, ví dụ như trong cái phần transparency đó, giảm xuống khoảng 50 đi đó. Rồi sau đó khóa nó lại và tạo ra một cái layer mới, ví dụ đặt là frame 1 ha. Và mình sẽ vẽ ở trên cái layer này. Ok, xong rồi thì tiến hành vẽ thôi. Và vẫn dựa trên cái mood board mình muốn. Ở đây thì cái phần graphic mà cái Lô khá là thích, đi mảng, đi miếng ha. Thì bây giờ Lô sẽ vẽ thử cô gái này trước đi. Nhưng cứ vẽ trước cái đã ha, rồi mình sẽ thêm thắt những cái chi tiết khác vào. Rồi ví dụ như là có một số cái mình phải lưu ý, ví dụ để vẽ được mũi rồi những cái đường mắt hay này kia thì các bạn sẽ cần nghiên cứu thêm về cái phần anatomy, rồi cũng như là phải nghiên cứu thêm về cái cô gái này. Ở đây thì tạm thời thì cứ dựa trên sketch của Yến mà vẽ thôi, chứ mình nếu mà làm thì sẽ cần phải refine lại. Bây giờ cứ vẽ cái đó ha. Để coi. Ok, cô gái, khuôn mặt. Nhưng cứ đi từ có thể đi từ khuôn mặt trước đi ha. Để các bạn thấy là do là đi theo mạng miếng hơi góc cạnh xíu cho nên là cái đường cọ thì Lô đi cũng khá là tự tin. Tạm thời thì mình có một cái khuôn mặt như thế này để outline lại ha. Này sẽ điều chỉnh một tí. Rồi. Rồi quay qua đây nghiên cứu một tí này, các bạn sẽ thấy là ở đây ví dụ giống như là họ đánh hướng sáng về từ bên phải và bên trái, sẽ thấy rõ ràng cái môi dưới này, nó có cái phần ở dưới môi nó tạo thành cái bóng dài đó. Rồi ở cô gái này cũng vậy, các bạn sẽ thấy là ánh sáng đánh từ phía này, những cái phần này tối này đó, nó tạo ra thành những cái mảng nhỏ như thế này ha. Ở đây thì để dễ một tí thì Lô sẽ unlock cái mood board này, copy hai cái frame này vào trong cái frame 1. Tạm thời để cái hình này ở đây, cô gái này ở đây ha. Nếu mà mình nghiên cứu thôi. Thì bây giờ giả sử nếu mà các bạn cho cái hướng sáng giống như là trên cái hình này đi, thì đâu đó thì mình sẽ có cái phần cầm này nó bị tối lại chỗ này.
Dựa trên đó thì Lô cũng sẽ vẽ thử ha. Dù đây thì Lô sẽ làm một cái mảng tối cỡ như chỗ này. Rồi cho nó cái màu đen. Nếu mà bạn nào biết xài Pathfinder thì mình copy cái outline của cái mặt ha, chọn cái hình này dán lên trên đó, các bạn nhấn Ctrl F hay là Command F gì đó, nó sẽ sang dán đến vị trí đó và dán cái đằng trước vào Pathfinder và chọn cái option thứ ba ha, nó sẽ cắt vào. Rồi nó sẽ tô cái mảng này lại. Rồi mình cũng có cái phần môi này, phần môi đây có phần tối này, ở trên đây thì có một cái phần sáng, thấy không ha. Rồi cũng tương tự vậy luôn nhé, đi nè, hơi xa là né. Ok ha, nó một cái phần môi ngay đó. Ở đây thì luôn nghĩ là cũng sẽ phải tắt lên đâu đó trong này. Rồi ok ha, bây giờ thì có cái phần mũi này. Phần mũi thì các bạn phần sáng ở trong này ha, có phần tối đây. Cái mũi thì nó nhô cái phần này lên thì đâu đó thì mình có thể đánh mạnh ở đây. Nói chứ cũng lần đầu tiên lô vẽ cái dạng như thế này nhé, cứ đi từ từ thôi. Nếu cái sau này các bạn có nhiều kinh nghiệm thì các bạn sẽ hiểu tượng kinh hơn về trong cái phần thể nghiệm ấy. Rồi có đôi mắt đi chứ đúng không, cũng phải đánh cả về đôi mắt mà. Đây mắt này người ta thì để vẽ thì người ta nè, phần sáng ở đây thì người ta vẽ cái phần hốc mắt này nó đậm hơn. Người cô gái này có một cái phần hốc mắt khá là thú vị, cong như thế này, mình cũng thử luôn thôi ha. Ok rồi, tạm thời là mình sẽ có cái phần khuôn mặt. Bây giờ thì Lô sẽ vẽ cái phần mái tóc vào nhé. Tóc thì để cài này bằng đồ đúng không, mình sẽ có phần mái tóc ở đây. Tóc vẽ một bên trước nhé. Rồi cài nó sẽ như thế này đi. Ở ngay đó có cái lỗ tai đúng không? Mà chưa nâng thêm cái băng đô vào sau nhé. Rồi, tạm thời thì có một cái mái tóc như thế này. Lô cũng sẽ outline đó, để mà mình tinh chỉnh nó cái đã, rồi sau đó thì mình thêm thắt gì thì mình thêm sau. Tóc thì mình cứ giữ nguyên một mảng đen. Ở đây thì giống như trên này hình này này, nó có một số cái nè, rõ ràng tạo ra những cái pattern của tóc, những texture trên bề mặt khá là thú vị. Thì vẫn có thể dựa trên đó để mà mình có thể là vẽ ra những cái đường nhỏ như thế này, nó giống cái đường này, này nó giống cái hình này. Thì cài thì Lô sẽ ngẫu hứng xíu ha. Rồi thì bây giờ sẽ vẽ đến cái phần lỗ tai. Lỗ tai thì nếu mà thường á thì Lô sẽ lấy cho cái hình này luôn, cái hình này nó xoay lại thì nó cũng ok. Để coi cái lỗ tai này đúng là hơi khó, nhưng mà cái việc không hề dễ dàng. Nên tạm thời thì cứ lấy một số những cái mảng đen ở trong này ha. Không cần chính xác lắm, thì cái mình sẽ tinh chỉnh xong thì mình cần ra được cái sáp cái này.
Ok. Tạm thời thì Lô đã có được cái phần lỗ tai nhé. Mọi người group nó lại ha. Comment G hoặc là Ctrl G. Và thấy gốm á, lỗ tai thì cô không ra. Rồi chưa đưa mình thêm chi tiết vào sau. Nhưng tạm thời cứ để vậy. Rồi, cho nó cái màu đen. Rồi cái mái tóc này thì cũng màu đen luôn. Những cái hồi nãy mình vẽ thì sẽ cho nó màu trắng chẳng hạn, phân biệt cho nó dễ cái stroke đi. Lỗ tai với gương mặt thì cũng lấy cái viền này. Những cái viền đen á thì đó, những cái viền đen hồi nãy vẽ thì cho nó một cái màu đen. Rồi cái gì mình cố lại sau ha. Nó thì dần dần thì mình cũng hình thành được một cái gì đó. Nói chung là nó chưa phải là cái final, cho nên là cứ work thêm bằng đồ đúng không? Đồ hay cái vải nhỉ? Không nhớ lắm. Rồi. Cho màu trắng nhé. Giờ thì vẽ cái mảnh tóc còn lại thôi. Mảnh tóc còn lại thì mình có thể vẽ như thế này, xong đó là mình đặt nó đằng sau cái mặt. Ha. Rồi cũng đã có một cái gì đó. Giờ cái bản đồ thì được thì mình sẽ tinh chỉnh lại rồi thêm một chút về shadow bóng các kiểu, nhưng mà cái đó mình để sau cũng được. Nói thì cơ bản thì đó là cái cách mà mình bắt đầu mình dần dần mình đi vào trong cái phần nhân vật. Rồi ok, bây giờ xong cái này thì mình sẽ tới ví dụ như là trang phục chẳng hạn. Trang phục đây cô gái mặc áo màu đỏ ha, tay đang cầm gì ta chưa thấy rõ, thì cứ để lô vẽ cái áo màu đỏ đi nhé, cái phần cổ áo đúng không? Rồi cho màu đỏ lô, lấy cái màu đỏ đi luôn. Hay là nếu mà nó đang đi ngược với cái bảng màu của mình rõ ràng thì ở đây thì đi coi lấy màu xanh cũng được, nhưng mà thì ra lô nghĩ là màu đỏ không vấn đề. Nói chung là đưa cái màu đỏ vô thì nó cũng khá là thú vị. Màu đỏ thì chắc là chọn một cái màu đỏ hơi tái tái về đi ha. Rồi, có một cái chi tiết khá là thú vị trên cổ cô gái này nè, có những cái vết chạy ở đây thì mình nếu mà được thì mình thể hiện nó ra cũng hay, còn không thôi cũng không sao, để lỡ rồi. Sẽ cái phần cổ này, cổ trong này đúng không, cho cái màu trắng này trước mình sẽ để lại màu. Phần này nó còn phải có cái phần shadow ở trong đó nữa. Rồi ví dụ như những cái tay áo như thế này thì các bạn có thể đưa nè, dựa trên cái hình này mình thấy những cái vết nhăn á nó sẽ là màu trắng, những cái còn lại nó sẽ là màu đen ha. Ví dụ ở đây thì các bạn thấy vậy á, những cái phần như thế này này đó, nó sẽ là màu trắng. Ừ. Nếu các bạn đã thắc mắc tại sao lô vẽ được vẽ đại á, thì cứ vẽ ra thôi. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu mình tinh chỉnh sau. Chứ mà bây giờ mà cứ phải suy nghĩ coi là liệu có làm được hay không hay như thế nào, đó là nếu mà không thử thì liệu mình có biết là mình có làm được hay không hết. Cho nên là cứ phải thử ra. Những cái này thì có thể tối giản lại hơn. Rồi ví dụ có nhiều nếp nhăn quá thì mình có thể là sử dụng cái brush này mọi người, như thế này cũng hay, ngẫu nhiên thôi. Đó. Rồi nha, xong rồi thì bây giờ Lô sẽ đi cái phần này. Cái phần này thì Lô sẽ vẽ một cái đường viền như thế này. Rồi nha, cơ bản là vậy. Ở đây thì cũng sẽ đi một cái phần như là phần shadow vậy á. Như thế này để làm gì thì chút nữa các bạn sẽ thấy. Rồi cho nó màu trắng luôn. Bây giờ Lô sẽ vẽ cái phần còn lại của cái áo, từ cái vạt áo này cho tới cái cổ tay ha.
Phần này Zalo sẽ vẽ tới tốt xin với con này luôn. Rồi, cho nó một cái màu đỏ như thế này. Và đó, để ra được hiệu ứng ha. Rồi cái phần cổ, cái phần cổ này thì với cái phần này thì ok, có thể cho nó sáng lên tí. Rồi, cái phần bóng này thì sẽ lấy phần bóng của cái cổ này đi. Phần là những cái phần shot như thế này thì nó sáng quá đúng không, nhìn hơi khó chịu. Sáng quá thì có thể giảm bớt nữa. Mình có thể là mình sẽ cho nó một cái màu, ví dụ như là coi, trong cái bảng màu thì mình coi coi cái nào mình đang xài được không, mình đưa vào thử trước. Nếu giả sử là màu vàng thì sao, hoặc là nếu không phải là màu đỏ thì các bạn có thể thử dùng cái bảng transparency cho nó giảm xuống như cỡ này. Cũng một cái phương án khá là hay ha, nên mình có thể dùng. Rồi mấy cái này cũng vậy luôn, kiểu là giảm cái transparency xuống. Để giảm bao nhiêu nhỉ, 20, hình như giảm nổi đúng không, 20 đúng không. Rồi ha, ok, tạm thời để 20 đi. Rồi mình còn những cái khác thì luôn nghĩ là các bạn có thể hoàn thiện nữa, là mình cũng nắm được cái cách này đấy. Dù ở trong cái phần mailbox thì ở đây thì nó có thể là lô cho nó như một cái mảng tối luôn. Dù ở đây mình sẽ cho nó một cái màu xanh tối như thế này. Rồi có thể là hộp này nó hơi méo mó, cho nên là một phần nào nó nhận được cũng cái phần correction đó, cái phần phản chiếu ánh sáng á, thì đó thì mình có thể tự điền xíu đó, để cho nó sáng lên kiểu vậy. Thì luôn nghĩ là các bạn có thể dựa trên đó để mà vẽ hoàn thiện lên cả bức của mình ha. Rồi ở đâu đó thì ví dụ ở đây thì mình tìm một cái tờ phay, ở đây Lô sẽ nghĩ là cho một cái chữ nó chạy dọc theo cái này là sẽ có một cái gì đó khá là hay ho. Thì background á, thì tạm thời thì Lô sẽ dùng một cái background màu xanh, xanh giống xanh như này, center back này, đưa đằng sau hơi tối đúng không, mình có thể cho nó một cái màu xanh sáng hơn. Này, cỡ này, tôi nghĩ là mình đi với tầm này. Thì rõ ràng là mình đang cũng có một cái phần style frame với cái bảng màu nó khá là hợp lý, cũng đủ catchy. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu hoàn thiện thêm. Thì Lô sẽ hoàn thiện cái style frame ha, tức là nãy giờ chỉ sơ cho các bạn về kỹ thuật thôi. Bây giờ Lô sẽ làm, có thể là trong quá trình này Lô sẽ quay lại như thế nào đó, nhưng mà anyway cuối cùng các bạn sẽ có một cái hình hoàn chỉnh. Rồi sau đó mình sẽ thêm một số cái, ví dụ như là mình thêm texture, một số cái button gì đó cho nó ha.